Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở phần bài tập của cái phép cộng và phép trừ. Cái đây là tức một biến rồi đúng không nào? Chúng ta đã biết phương pháp về đặt hàng ngang và đặt cọc dọc rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần luyện tập chung. Thì trong phần luyện tập chung này thì người ta đưa các em hai ví dụ. Người ta đã giải rất là chi tiết và cụ thể cho các em rồi. Thì các em sẽ xem giùm thầy hai cái bài giải này, hai ví dụ này các em nha. Còn nhiệm vụ của thầy á, đó chính là làm cho các em phần bài tập. Tại vì ở đây người ta đã giải cho các em rồi nên thầy sẽ không nói lại nữa. Nói lại nữa thì rất là mất thời gian của thầy và các em. Ok, ta sẽ đi sang ở phần bài tập các em. Trong đây người ta cho các em là 5 bài. Nhìn sơ qua thì cũng khá là dài chứ không phải là ngắn, đúng không nào? Rồi, đây thầy lấy tờ giấy em. 7.18 em. Cho các cái đơn thức này, rồi A là tổng các đơn thức đã cho. Câu A, hãy thu gọn tổng A và sắp xếp các hàng tử để được một đa thức. Như vậy thì tổng là phép gì? Tổng là phép cộng, nghĩa là chúng ta sẽ lấy các đơn thức này các em sẽ cộng lại, sau đó chúng ta tiến hành thu gọn. Các em hiểu ý thầy nói nè. Ok, đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là gì? A, đây ta sẽ lấy 2x6 cộng cho âm 5x3 cộng cho âm 7x5 cộng cho x3 cộng 3/5 x2 cộng cho âm 1/2 x2 cộng cho 8 và cộng cho âm 3x. Tổng là ta đếm được là có bao nhiêu đơn thức này? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ta đếm đây được 1 2 3 4 5 6 7 8, chứng tỏ là đủ rồi, không có thằng nào dư ra cả, phải không? Câu A này. Sau đó bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ thu gọn. Bây giờ chúng ta xem thử mũ 6 không có thằng nào thì chúng ta cứ để đó. Một mình nói cho thầy. Bây giờ đây này, mũ 3 với mũ 3 này, ta cho vào một nhóm. Ở đây là chúng ta ghi là âm 5 x mũ 3 cộng với x mũ 3. Mũ 5 chỉ có một mình nó thôi. Như vậy thì nó đây là âm 3 x mũ 5 cộng với trừ thành trừ này. Mũ 3 rồi. Mũ 2 thằng này với thằng này. Như vậy thì ở đây sẽ là 3/5 x mũ 2 trừ 1/2 x mũ 2 trừ cho 3x và cộng cho 8. Rồi. Đúng chưa? Như vậy A này sẽ bằng 2x mũ 6, chúng ta tính luôn. Ở đây chúng ta đưa cái thằng này lên đằng trước đi cho nó sắp xếp luôn nha. Đó. Trừ 5 cộng 1. Chỗ đây không biết như là số 1 này. Chỗ này không biết là số 1, trừ 5 cộng 1 là bằng trừ 4x mũ 3. Tới mũ 2 đúng không? Chúng ta lấy 3/5. 3/5 trừ cho 1/2. 3/5 trừ cho 1/2 bằng, đây chính là bằng 1/10. Như vậy cộng ở đây là 1/10x mũ 2 trừ 3x cộng cho 8. Xong. Đó. Hiểu chưa? Rồi. Ở đây người ta yêu cầu như thế này. Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do và hệ số của x mũ 2 của đa thức thu được. Tìm hệ số cao nhất này là 2 này. Hệ số tự do là 8 này. Hệ số của x mũ 2 ở đây là 1/10 này. Người ta hỏi gì người ta trả lời thôi. Ví dụ bài này người ta hỏi thêm là bậc. Bậc đây chính là bậc 6 này. Hệ số cao nhất này, hệ số tự do này. Như vậy thì hệ số cao nhất là 2 này, hệ số tự do là 8 này, hệ số của cái biến x mũ 2 nó chính là đây 1/10. Xong. Hiểu chưa? Xong rồi đó. Ta sẽ đi sang ở bài 7.19 các em nha, 7.19. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 7.19 nha. Ta ghi gì đây? Một bể chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật được thiết kế với kích thước theo tỷ lệ chiều cao, chiều rộng và chiều dài là 1, 2, 3. Chiều cao đây tỷ lệ là 1, chiều rộng là 2 và chiều dài là 3, đúng không? Trong bể hiện có là 0,7 mét khối nước. Gọi chiều cao của bể là x.
Như vậy anh này là x, đúng không? Chứng tỏ anh này chiều cao là x, mà x đây là tỷ lệ với 1. Chứng tỏ chiều rộng đây sẽ là gì? Là 2x, và chiều dài đây sẽ là 3x. Đúng chưa? Trong bể còn là 0,7 con thì chúng ta cộng vô thôi. Hãy viết đa thức biểu thị số mét khối nước cần phải bơm thêm vào bể để bể đầy nước, xác định bậc của đa thức đó. Như vậy thì chúng ta sẽ tính thể tích của cái bể dạng hình hộp chữ nhật này ra bằng cách lấy chiều dài, chiều cao nhân chiều rộng nhân chiều dài, lấy ba này nhân lại với nhau. Hiện tại trong bể thì nó còn lại là 0,7 mét khối, thì để bơm mà đầy á, thì chứng tỏ là chúng ta trừ cho cái thằng này ra thì còn lại số nước ta còn phải bơm đầy. Các em hiểu không nào? Ta hình dung cái bể như này. Bây giờ cái này là còn là nước là còn đầy này, cái này là chiếm là 0,7 này, 0,7 mét khối này, thì chúng ta chỉ cả cái thể tích của cái bể này nó sẽ ra là lấy x nhân 2x và nhân ở đây cho 3x là tổng thể tích ở đây, đúng không? Như vậy thì cái phần mà bơm đây là con nhiêu đây cho mấy, chúng ta lấy tổng thể tích ở đây từ đây xuống đây, chúng ta trừ cho 0,7 này ra, tại vì nước 0,7 này nó còn ở trong bể là phần dưới đáy bể này, thì cái phần còn lại phía trên này chúng ta còn bơm là chúng ta sẽ lấy tổng thể tích ở đây, ta trừ cho 0,7 này thì nó ra được cái thể tích ở phía trên này còn còn phải bơm. Các em hiểu không nhỉ? Đó. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính cái chiều cao, chiều rộng và chiều dài theo cái tỷ lệ này. Ok. Ta ghi là V này, chiều cao này, chia ở đây chiều rộng này, và chiều dài đây, thì theo tỷ lệ là bằng 1, 2, 3, đúng không? Nên ở đây chúng ta có là cái chiều cao á, người ta cho là x, thì khi đó chúng ta suy ra cái chiều rộng sẽ là 2x, và suy ra cái chiều dài tương ứng sẽ là 3x, đúng không? Đây là mét và mét. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính giùm thầy thể tích, cái thể tích của bể, cái thể tích của bể là đó chính là x nhân 2x và nhân ở đây cho 3x, kết quả đây bằng 6x mũ 3, đơn vị đây là mét khối này. Khi đó chúng ta tính số mét khối nước còn bơm là, thì chúng ta lấy thể tích của bể này 6x mũ 3 này, em trừ đi cho cái số nước còn lại là 0,7 mét khối, đúng không? Đây là tương ứng với đây là mét khối. Người ta hỏi các em là xác định bậc của đa thức đó. Như vậy bậc đa thức đó chính là bậc mấy? Là bậc 3. Bậc của đa thức là 3. Xong, người ta hỏi gì thì chúng ta trả lời thế thôi. Đây là cái biểu thức biểu thị cái số mét khối nước cần bơm này. Xong. Ta sẽ đi sang bài 7.20 các em nha, 7.20. Rồi, ta đi sang bài 7.20 nha. Đây từ 3 câu em. Như đây. Ngồi thang nhiệt độ Celsius. Celsius ở chúng ta được học ở mình gọi là độ C đấy. Nhiều nước còn dùng thang nhiệt độ là độ F. Gọi là độ F để đo nhiệt độ dự báo thời tiết. Muốn tính xem x độ C. X nghĩa là ở đây có thể là 1, 2, 3 độ C đó, tương ứng với bao nhiêu độ F, ta thường dùng công thức này. Đây là Tx bằng 1,8x cộng cho 32. Chẳng hạn 0 độ C tương ứng ở đây là T độ là bằng 32 độ F. Hỏi 0 độ F tương ứng với bao nhiêu độ C? 0 độ F thì tương ứng với bao nhiêu độ C? Thì bây giờ chúng ta chứng tỏ thằng này bằng 0, chúng ta đi tìm x, đúng không? Như vậy ở đây câu A này, 0 độ F tương ứng bao nhiêu độ C? Như vậy thì theo đề bài nghĩa là cái Tx này nó sẽ bằng mấy? Bằng 0. Các em hiểu không? 0 độ F nghĩa là Tx này bằng 0, nghĩa là chúng ta sẽ cho ở đây bằng 0, biểu thức này bằng 0. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra 1,8x
cộng 32 bằng 0. Bây giờ giải cái này ra, ta suy ra 1,8x chuyển này qua bên đây đổi dấu bằng 3, âm 32. Từ đây ta suy ra x sẽ bằng là âm 32 chia cho 1,8 sẽ bằng, em hiểu chưa nào, âm 32 chia cho 1,8 như vậy bằng âm 17, âm 17,7 chu kỳ 7 em, độ C ghê chưa. Rồi tiếp tục, nhiệt độ vào một ngày mùa hè ở Hà Nội là 35 độ C, nhiệt độ đó tương ứng bao nhiêu độ F, nghĩa là ở đây là x bằng bao nhiêu, x bằng 35, nghĩa là ở đây chúng ta x bằng 35. Từ đây chúng ta suy ra cái T35, T35 ở đây nghĩa là x bằng 35, như vậy bằng 1,8 nhân cho 35 cộng 32 thì bằng bao nhiêu độ F, em hiểu chưa, 1,8 nhân cho 35 cộng cho 32 bằng 95 độ F em. Rồi câu C, nhiệt độ vào một ngày mùa đông ở New York là 41 độ F thì nhiệt độ đó tương ứng bao nhiêu độ C, nghĩa là TX này bằng 41, TX chúng ta là bằng 41. TX bằng 41, nghĩa là em sẽ cho biểu thức này bằng 41 để chúng ta giải đi tìm X. X là tương ứng của độ C, còn TX là tương ứng của độ F. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra 41 sẽ bằng là 1,8X cộng 32. Ta suy ra đây chúng ta lấy 1,8X để đó, ta chuyển này qua đây đổi dấu, lấy 41 trừ cho 32. Từ đây ta suy ra 1,8X, đúng không? Ở đây là bằng 9, trừ đây ta suy ra X sẽ bằng là 9 chia cho 1,8 sẽ bằng 9 chia 1,8 như bằng 5 đúng không? Đúng rồi, 5, 5 độ C. Ok. Đấy. Như vậy thì nếu ở đây chúng ta kết luận, như vậy thì ở đây nếu chúng ta kết luận là vậy, không độ F á, tương ứng với là âm 17,7 chu kỳ 7 độ C này. Cái này tương vậy nhiệt độ 35 độ C tương ứng 95 độ F. Còn cái này là vậy 41 độ F tương ứng với 5 độ C. Đó. Các em hiểu chưa? Ok. Được chưa nào? Ok chưa? Ta sẽ đi sang bài tiếp theo em, đó chính là bài 7.21. Đáng lẽ thầy sẽ làm cho em trong vòng 2 clip, nhưng mà thôi, chắc thầy sẽ làm cho em 1 clip cho em nha. Ta sẽ làm luôn bài 21, bài 22 trong clip này luôn nha. Hơi dài xíu chúng ta chịu khó nha. Nhiều lúc chúng ta đang học, đang hứng mà thầy cắt mất cái hứng thì cũng không được. Coi thử người ta thu gọn chưa? 4, 3, 2, 1, 0. Ok rồi, 4, 3, 2, 1, 0. Rồi ok, quá ok, người ta đã sắp xếp và thu gọn cho em rồi. Câu A này, xác định bậc của mỗi đa thức B cộng Q, B trừ Q. Rồi thầy sẽ làm theo cách 2 nha. Như vậy B ở đây nó đã điều nên người ta ship, chứ không có chừa trống ở chỗ nào cả. Tại vì cái số mũ của chúng ta là 4, 3, 2, 1, 0, là nó điều, nó không bị khuyết ở cái chỗ nào cả, nên chúng ta ship liền với nhau. Đấy, ở đây là Q, cứ như vậy thôi. Đấy, ok. Các em không thích làm cách này thì chúng ta có thể làm theo cách 1, đó chính là chúng ta sẽ làm theo hàng ngang. Thầy thì lại không thích làm theo hàng ngang, mà thầy cộng trừ này thầy lại khói theo làm theo hàng dọc. Như vậy B cộng Q bằng, làm này rất là nhanh luôn em. Như vậy thì hai thằng này có cùng biến, nhưng mà ở đây là âm 5, đây là 5, thì chứng tỏ hai này là triệt tiêu bằng 0 này. Âm 5 cộng cho 5 là bằng 0, chứng tỏ thằng này bằng 0 nha. 3 cộng cho âm 4, 3 cộng âm 4 là bằng trừ x mũ mấy, x mũ 3, nghĩa là trừ 1 x mũ 3 đấy. Em hiểu không? Tiếp tục, 7 x mũ 2, 7 trừ 1, ngay chỗ đây không biết là trừ 1 này, 7 trừ 1 là bằng 6 x mũ 2. 1 cộng 3, ngay chỗ đây là 1 này, 1 cộng 3 là bằng 4x, âm 3 cộng 3 bằng 0. Hiểu chưa? Như vậy cái này nó sẽ có là bậc mấy? Bậc mấy này, đây chính là bậc 3. Tới đâu thầy làm tới đó luôn, cho nó khỏe.
Ok, một cái. Cái thứ hai, bây giờ trừ thì chúng ta cũng xếp như vậy thôi. X mũ 4. Cái này chịu khó viết lại thôi chứ đâu có gì đâu em. Rồi, đây là Q. Đây mà được cái phóng thì thầy số kết quả thầy làm đặt cho trừ cho em luôn cho nó nhanh. Nhưng mà giờ mức 1 thì phải chịu khó viết lại thôi. Rồi, như vậy đây là trừ B trừ Q trừ 5, trừ 5 với trừ 5, trừ 5 trừ 5 trở thành là trừ 10 x mũ 4. 3 trừ với trừ này, trừ trừ thành cộng. Nghĩa là 3 cộng 4 là bằng cộng 7 x mũ 3. 7 trừ với trừ này, trừ trừ thành cộng, nghĩa là 7 cộng 1 là bằng 8 x mũ 2 này. 1 trừ với trừ, thành loại trừ với cộng thành trừ, nghĩa là 1 trừ 3 là bằng âm 2 x. Trừ 3 trừ với cộng thành trừ, nghĩa là trừ 3 trừ 3 thì ra là trừ 6. 6. Như vậy cái này sẽ là bậc mấy? Bậc 4. Vậy thôi. Ok con C à. Câu B. Tính giá trị của biểu thức của mỗi cái đa thức B cộng Q và B trừ Q tại X bằng 1 và trừ 1. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ, ở đây chúng ta có tổng rồi này, chúng ta không cần làm nữa. Bây giờ thế 1 và trừ 1 vô đây, rồi thế 1 và trừ 1 vô đây là xong. Em hiểu không? Câu B này, tại x bằng 1 thì đây chúng ta có b cộng q, chúng ta thế chỗ đây trước. Như vậy 1 thì bây giờ là trừ 1 mũ 3 cộng 6 nhân 1 mũ 2 và cộng cho 4 nhân 1, trừ 1 mũ 3 đúng không, trừ 1 mũ 3 thì bằng âm 1 ở đây, nó là số lẻ mà, cộng ở đây cho 6 cộng 4, 6 cộng 4 bằng 10, trừ đây là bằng 9 này. Đúng chưa? B trừ Q chúng ta làm luôn. B trừ Q là chúng ta thế 1 vô đây, nghĩa là bằng 10 nhân 1 mũ 4 cộng 7 nhân 1 mũ 3 cộng 8 nhân 1 mũ 2 trừ 2 nhân 1 trừ 6. Ta tính nhẩm luôn em nha. Trừ 10 cộng 7 là bằng âm 3, âm 3 cộng cho 8 là bằng 5. 5 trừ 2 là bằng 3, 3 trừ 6 là bằng âm 3. Đúng em? Thì tính lại thôi nha, trừ 10 là trừ 3, 5. Ok chưa? Tiếp tục, chúng ta sẽ tại x bằng âm 1. Bây giờ chúng ta tính b cộng q trước. Đây, như vậy âm 1 nghĩa là đây trừ này, rồi âm 1 ở đây mũ 3 này, cộng 6 ở đây âm 1 mũ 2 này, cộng 4 nhân âm 1 này, bằng này. Ở đây là âm 1, âm âm này ra dương. Như vậy thì chỗ này nó sẽ ra là số 1 này, ở đây ra số 6 này, ở đây trừ 4 này, đây kết quả đây bằng 3. Nên là B cộng Q là bằng 3 này. Tiếp tục B trừ Q, được không? Ok. Rồi tiếp tục là âm 10 nhân âm 1 mũ 4 này, cộng 7 nhân cho âm 1 mũ 3 này, cộng 8 nhân cho âm 1 mũ 2 này, trừ 2 nhân cho âm 1 này, và trừ cho 6 ở đây. Như vậy B trừ Q chúng ta tính này, âm 1 mũ 4 bằng 1, chứng tỏ cái này bằng âm 10 này, đây là mũ 3 đúng không? Chứng tỏ đây 7 nhân cho âm 1 là bằng trừ 7 này, đây là 8 này, tại vì thằng này là bằng 1. Trừ 2 nhân trừ 1 bằng cộng 2 này, trừ 6 này, trừ 17 đúng không? Trừ 17 cộng với 10 ở đây thì bằng âm 7, âm 7 trừ 6 là bằng âm 13 này. Rồi xong, ta có câu C. Đa thức nào trong hai đa thức có nghiệm là x bằng 0 thì chắc chắn 100% đó chính là B cộng Q là có nghiệm x bằng 0. Tại vì sao? Tại vì hệ số tự do của nó là bằng 0. Vậy thôi, chúng ta chỉ việc trả lời như vậy thôi. Như vậy thì ở đây trong hai cái đa thức này thì chúng ta trả lời thành cái đa thức B cộng Q sẽ có nghiệm
là x bằng mấy, x bằng 0. Vì cái đa thức, cứ anh đa thức nào mà nó có hệ số tự do bằng 0 thì chắc chắn là nghiệm của nó sẽ là x bằng 0. À, vì cái đa thức này có hệ số tự do bằng mấy? Bằng 0. Hiểu chưa? Rồi. Ta xem thầy câu A này. Thầy nói các em thầy làm theo cách này, cho nếu mà làm theo cách kia thì nói cái bài này làm phải trên 10 phút. Bậc 3, bậc 4. Câu B này và câu C. Ta rõ chưa nào? Ta sẽ đi sang ở cái câu tiếp theo, đó chính là câu cuối cùng là 7.22. Cũng khá dài hả các em ha. Vậy này. Dài thì kệ nó. Cứ đọc rồi làm theo yêu cầu đề bài thôi, chứ không phải thấy dài mà sợ ha. Một xe khách đi từ Hà Nội lên Yên Bái trên đường cao tốc Hà Nội Lào Cai với vận tốc ở đây là 60 km/h. Sau đó 25 phút nha, vận tốc ở đây thầy tóm tắt đề bài này. Vận tốc đây là 60 km/h. Trong cái phần này thì em nhớ thầy công thức là quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Nhớ thầy mối liên hệ này là ra này. À. Sau đó 25 phút, nghĩa là thời gian T ấy, một xe du lịch, nghĩa là cái xe này xuất phát xong cái đã, sau đó cái xe du lịch này cũng đi theo tuyến đường đó, đi cùng xe khách với vận tốc ở đây là, đây là V1 đi, đây V2 là 85 km/h. Được không nào? Đây là xe khách nha. Cái anh này là xe khách này, anh này là xe du lịch này. Cả hai đều không nghỉ dọc đường, nghĩa không có nghỉ chỗ nào và uống nước gì cả, đi một phát một luôn. Câu A gọi DX là đa thức biểu thị quãng đường xe du lịch đi được là KX, là biểu thị quãng đường như đây đi được, và KX là biểu thị quãng đường xe khách. Như là D này á là xe du lịch, KX là xe khách. Ở đây là, nhớ ở đây là kể từ khi mà cái xe gì, xe du lịch đi được ít giờ, xe du lịch ít giờ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, khi mà xe du lịch mà đi được ít giờ thì xe khách đã đi được là bao nhiêu giờ? Nếu như xe, tại vì cái anh này xuất phát là sau 25 phút, 25 phút thì các em đổi ra 25 phần 60 để ra giờ. Ở đây người ta chia 5, đây là 5 phần 12 giờ. Chứng tỏ anh đây mà đi sau 25 phút mà anh đây nó là x, đúng không? X thì chứng tỏ anh đây sẽ là x cộng cho 5 phần 12 giờ. Chính chứ nữa không? Các em có hiểu không nhỉ? Tại vì bản thân cái anh xe du lịch này á, là anh đi sau mà ở đây người ta cho là x giờ, mà anh sau là anh sau 25 phút này. 25 phần 60 người ta đổi ra trở thành là 5 phần 12 giờ. Thì chứng tỏ người ta tính thời gian, cái thời gian của xe khách nó đi được sẽ là x cộng cho 5 phần 12 giờ. Tại vì anh đi trước mà, anh đi trước thì cộng vô cho anh chứ. Các em hiểu không? Ta giải này. Quãng đường thì bằng vận tốc, vận tốc nhân thời gian, vận tốc nhân thời gian này. Các em hiểu chưa? Câu A chúng ta sẽ đổi cái 25 phút ra. 25 phút thì nó sẽ bằng 25 phần 60 thì sẽ bằng 5 phần 12 giờ. Ở đây tử chia 5, đây mẫu chia 5 các em nha. Như vậy thì chúng ta lập luận là khi mà xe du lịch là xe sau, mà xe khách là xe trước, xe khách sẽ chạy trước, xe du lịch chạy sau, và sau ở đây là sau 25 phút, cụ thể là 25 phút đó là bằng 5 phần 12 giờ, mà người ta nói là xe du lịch đó là đi được ít giờ, thì chứng tỏ thằng xe khách này đã đi được là ít cộng cho 5 phần 12 giờ. Em hiểu chưa? Tại sao chúng ta phải tính thời gian? Tại vì quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian. Ở đây nó đã có hai vận tốc rồi, chúng ta phải tính thời gian của xe khách và xe du lịch, thì chúng ta nhân vô, chúng ta tính ra tổng quãng đường của nó, của hai xe. Được chưa? Khi xe du lịch đi được ít giờ thì xe khách đi được nó chính là ít cộng cho 25 phút á. 25 phút thì sẽ bằng x cộng cho 5 phần 10, 12 giờ. Là lấy cái này nè. Các em hiểu không? Đấy. Như vậy ta có này. Cái biểu thức DX là xe du lịch thì sẽ bằng vận tốc xe du lịch này. Vận tốc 85
cộng x giờ là bằng 85x. Ở đây là quãng đường này là km. Kx sẽ bằng là 60. 60 là vận tốc nhân cho x cộng cho 5 phần 12 km. Đúng không? Đây. Đâu rồi? Tìm dx kx xong. Ở đây câu B, người ta yêu cầu chứng tỏ rằng cái đa thức fx bằng kx trừ dx có nghiệm là x bằng 1, hãy giải thích ý nghĩa x bằng 1 của đa thức. Như vậy bây giờ chúng ta có câu B, fx của chúng ta là bằng thằng nào trường nào? Kx trừ dx. Như vậy thì fx kx ta là bằng 60 nhân cho x cộng 5 chia 12 trừ 85x. Như vậy fx 60 nhân vô nhân x cộng 60 nhân cho 5 phần 12 trừ 85x. Fx 60x mà trừ 85x thì sẽ bằng là âm 25x. Cái này cũng bằng 25 đúng không? Được chưa? Bây giờ người ta yêu cầu chứng tỏ là cái bằng 1 là có nghiệm. Như vậy ta có, ta thế x bằng 1 vô f của 1, ta có âm 25 nhân cho 1 cộng 25 thì kết quả này sẽ bằng 0. Thì chứng tỏ x bằng 1 này đã chính là nghiệm của đa thức fx. Vậy x bằng 1 là nghiệm của fx. Bây giờ người ta nói là cái số 1 này, x bằng 1 này nó có nghĩa là gì? Như vậy 1 này đã chính là thời gian. Nghĩa là sau 1 giờ thì khoảng cách giữa hai xe này là như nhau. Nghĩa là khi đó cái anh xe sau á, cái anh xe du lịch, anh sẽ đuổi bằng với anh xe khách. Thì hai xe sẽ gặp nhau sau 1 giờ. Các em hiểu không? Các em ghim thì là điều này có nghĩa là, nghĩa là gì? Sau mấy giờ? Sau 1 giờ khoảng cách giữa hai xe là mấy? Là không. Hay nói cách khác là sau 1 giờ thì hai xe như nào? Hai xe sẽ gặp nhau. Đấy. Nghĩa là nếu đua ấy, nghĩa là gọi là cái xe du lịch này chấp cái anh này đi trước 25 phút, nhưng mà anh này đi với tốc độ là 60 thôi. Còn anh này phắn một phát là tốc độ bằng thờ là 85 km/h, là anh sẽ đuổi kịp với cái anh xe khách này. Tại xe du lịch này chạy rất nhanh. Sau 1 giờ là anh đuổi kịp. Ta có hiểu vậy? Cho anh kia chạy trước 25 phút, anh ăn phở, ăn cơm, đi vệ sinh rồi các kiểu, thì sau 1 giờ anh đuổi kịp. Cho mày chạy đường nào thầy tao cũng đuổi kịp. Cái kiểu như vậy đó. Ta ngầm hiểu thế là dễ hiểu nhất. Câu B. Rồi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần phép nhân và phép chia của đa thức một biến. Chúc em học tốt. Bye bye nha. Okay.